Và tất cả chất liệu da cá sấu này được nhập khẩu từ nước ngoài và từ các công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới. Và chắc chắn rằng quý khách sẽ rất an tâm 100%, bởi vì chỉ có da cá sấu mới có hình thù như vậy thôi. Một con nguyên cá sấu ra và được xử lý thuộc da thành như thế này. Và tất cả bao da này là handmade bởi Kỳ Lân Luxury với những tiêu chí riêng cho tất cả các đồ xa xỉ, những cái đồ cao cấp luxury. Thì những công thức luxury đã được áp dụng vào tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề về đồ da, nhưng đồ da dành cho điện thoại thì chính xác nhất thì đây là một bộ sưu tập bao da dành cho điện thoại Virtu Signature S. Đây là những phiên bản và những sản phẩm mang tính chất độc quyền. Mỗi sản phẩm đều là độc bản duy nhất một cái. Từ tất cả chất liệu cũng như là về đường kim mũi chỉ, nó mang một phong cách đậm chất Kỳ Lân Luxury. Và tất cả logo của bao da này là bằng vàng nguyên khối, vàng 18K, vàng 50, vàng y đúc ra, vàng hồng. Hoặc là quý khách có thể yêu cầu đính kim cương lên trên logo luôn cũng được. Đó là những phiên bản khác nữa. Và cụ thể thì đã có những clip rồi. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép giới thiệu chuyên sâu về những bao da độc bản logo bằng vàng cho Virtu Signature S. Đây là mẫu da màu bạch tạng. Đây là tất cả những cái bao da này được làm từ chất liệu da cá sấu. Và tất cả chất liệu da cá sấu này được nhập khẩu từ nước ngoài và từ các công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới. Và những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da quốc tế, có nghĩa là mỗi con sẽ được nuôi trong một chuồng và thời hạn thu hoạch nó phải là ít nhất 2 năm thì chất liệu da nó mới được như vậy. Và sau khi thu hoạch da thì các công ty chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn họ sẽ thuộc da trở nên đẹp như vậy. Và tùy vào yêu cầu, tùy vào nhu cầu thì quý khách có thể là đặt vấn đề với Kỳ Lân và Kỳ Lân sẽ cho khách chọn lựa trước mẫu da để ra được những sản phẩm như vậy. Đây là một màu cũng rất là dễ thương, màu rất đẹp, có ánh vàng cộng với logo vàng, nó hài hòa rất là dễ thương cũng như rất là sang trọng. Đây là một cái mà Kỳ Lân rất thích cái màu này. Màu này nó ánh và rất là sang, rất độc và rất lạ. Không những là độc quyền mà còn rất đẹp, rất lạ nữa. Đây là một combo dành cho Virtu Signature S. Và đây là dành cho iPhone 13 Pro Max 1T. Nói chung là iPhone 13 Pro Max đi. Ok, và tại vì quen miệng trong những clip review iPhone bằng vàng khối bản 1T nên là Kỳ Lân nó hay bị kèm. Dành cho iPhone và tất cả những bản iPhone của khách đặt hàng, Kỳ Lân sẽ làm cho quý khách. Rồi bây giờ em hãy lấy giùm anh một cái điện thoại Virtu để anh đưa vào cho chúng ta thấy được nó đẹp như thế nào khi chúng ta đưa sản phẩm vào. Điều đặc biệt nữa ở chiếc bao da mà Kỳ Lân đang giới thiệu đó chính là bên trong. Bên trong là được lót bằng da cừu nhung. Đặc điểm và ưu điểm của da cừu nhung này là nó rất bền và nó có thể là có tác dụng là lau bụi được cho sản phẩm luôn. Ví dụ như một cái điện thoại chúng ta dùng bám bằng tay dơ thì khi chúng ta nhét vào, khi bám bằng tay dơ nè, và khi chúng ta đưa điện thoại vào bao da này thì cái da cừu nhung này nó sẽ có tác dụng là làm sạch cho điện thoại mình luôn, giống như cái khăn để lau vậy. Và tất cả bao da này là handmade bởi Kỳ Lân Luxury với những tiêu chí riêng cho tất cả các đồ xa xỉ, những cái đồ cao cấp luxury. Thì những công thức luxury đã được áp dụng vào tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lân Luxury. Rất nhiều màu. Thì hiện tại Kỳ Lân cũng có sẵn một số màu như vậy và một số màu ở những clip trước nữa, cũng nhiều clip rồi, thì quý khách có thể quay lại kênh YouTube hoặc là trên fanpage của Kỳ Lân để lục lại những clip đó để xem những cái sản phẩm màu da. Hoặc là quý khách có muốn yêu cầu những cái màu da độc quyền riêng cho mình, hoặc là muốn chọn lựa màu da trước khi hoàn thiện sản phẩm thì hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ gửi những mẫu da, những con cá sấu chưa hoàn thiện thành sản phẩm, tức là hoàn thiện thành da thuộc nhưng mà chưa hoàn thiện thành từng sản phẩm, Kỳ Lân sẽ gửi để cho quý khách chọn lựa và hoàn thiện sản phẩm như vậy. Đây là những cái da hoàn thiện thành da thuộc xong
mà chưa hoàn thiện thành sản phẩm như vậy thì Kỳ Lân sẽ gửi cho quý khách những con như vậy. Và chắc chắn rằng quý khách sẽ rất an tâm 100%, bởi vì chỉ có da cá sấu mới có hình thù như vậy thôi. Một con nguyên cá sấu ra và được xử lý thuộc da thành như thế này. Và hiện tại trên thị trường thì rất nhiều loại da dập vân, da bò dập vân cá sấu rất nhiều, thì họ sẽ dập nguyên một mảng trên cái mảng da bò thành da cá sấu. Thì mình được chọn mà, mình chọn được từ con cá sấu như vậy luôn, thì làm sao mà bị nhái, bị giả, bị từ da bò dập vân được. Bởi vì hình thù như vậy thì chắc chắn là sẽ không bị giả, không bị dập vân rồi. Đó, cho nên quý khách cực kỳ yên tâm 100% luôn. Đó, những con da đã thuộc như thế này. Và quý khách chỉ việc chọn da. Rồi, và không chỉ là làm bao da cho điện thoại Vertu, mà dây, dép, dây thắt lưng, Kỳ Lân đang mang, ví cầm tay, túi xách, nói chung là tất cả những vật dụng bằng đồ da, quý khách chỉ cần có nhu cầu, có yêu cầu, Kỳ Lân sẽ thực hiện đúng theo mục đích sử dụng công năng cho quý khách luôn. Vâng, cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Và đừng quên ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân Luxury. Và hãy truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm mà Kỳ Lân đang giao lưu với tất cả quý khách hàng, hoặc gọi cho Kỳ Lân theo số hotline là 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.